Cam sành gây ấn tượng bởi quả to tròn, có vỏ sần sùi, màu cam sẫm, trên vỏ có nhiều đốm nâu. Khi chín, quả sẽ ngả sang màu hơi vàng, đẹp mắt, vị ngọt thanh, dậy mùi thơm. Quả cam có thể ăn trực tiếp hoặc vắt lấy nước, làm món sinh tố, nước ép đều có vị ngon đặc trưng. Ngày nay có nhiều nhà vườn vựa thu mua sử dụng túi nới của công ty để đóng gói cam sành, giúp tăng độ thẩm mỹ và giá trị kinh tế cho loại trái cây nổi tiếng vùng miền này. Túi nới của công ty được sản xuất từ nhựa PE chất lượng cao, trên dây chuyền máy móc hiện đại khép kín cho ra sản phẩm chất lượng cao. Túi nới được hàn nhiệt một đầu, đầu còn lại để hở, mối hàn được ép chắc chắn, chịu được sức căng và rất khó bị bục rách. Túi có độ thông thoáng của các mắt nới nên giữ được trái cây ở bên trong không bị nóng, hấp hơi, từ đó kéo dài được thời gian sử dụng và bảo quản của trái cây. Túi nới đựng cam bên công ty đang sản xuất có nhiều màu sắc tươi sáng như xanh, đỏ, trắng, vàng cho khách hàng lựa chọn, không chỉ để đóng gói cam sành hay các loại cam như cam vinh, cam canh. Túi nới còn được dùng để đựng các loại trái cây nông sản đa dạng như hành tỏi, bưởi da xanh, quế, nấm rơm. Bạn dễ dàng lựa chọn kích thước túi phù hợp với cân nặng cam sành cần đóng gói, cho cam vào túi nới và dùng móc khóa kèm theo để cố định chặt miệng túi lại. Công ty có sẵn hàng hóa số lượng lớn, túi lưới đựng cam sành và nông sản khác. Ngoài ra, công ty còn sản xuất các mặt hàng khác như túi lưới bao hoa, lưới bọc đồ, lưới đóng phân bón tan chậm. Để tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm cũng như tham khảo thêm các sản phẩm khác, quý khách hàng vui lòng truy cập website hiện trên màn hình hoặc liên hệ vào số hotline của công ty để được nhân viên tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng nhất. Đừng quên ấn theo dõi để xem được nhiều video hữu ích.